Tối nay mùng 10 tháng 1 tại Hà Nội, Quỹ Hạt giống Việt, Báo Nhân dân và Truyền hình Nhân dân tổ chức chương trình nghệ thuật Xuân ấm năm 2023 San sẻ yêu thương. Đây là chương trình thường niên nhằm tri ân những gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, đồng thời chia sẻ những khó khăn vất vả với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn cả nước. Tham dự chương trình có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. Về phía Báo Nhân dân có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Quỹ Hạt giống Việt do Báo Nhân dân sáng lập và chịu sự giám sát hoạt động của Bộ Nội vụ là quỹ xã hội được thành lập theo nguyên tắc tự nguyện, hoạt động không vì lợi nhuận, thể hiện những giá trị truyền thống tốt đẹp, giàu tính nhân văn. Trong suốt thời gian qua, với sự chung tay góp sức của cả cộng đồng, các tổ chức, các nhà hảo tâm, Quỹ Hạt giống Việt thuộc Báo Nhân dân đã trao tặng hàng nghìn suất học bổng và hàng chục ngôi nhà cho nhiều đối tượng thụ hưởng. Tổng biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh đề nghị Quỹ Hạt giống Việt tích cực đẩy mạnh hoạt động của mình, bên cạnh tạo nên nguồn lực dồi dào, còn cần cải tiến các hình thức theo hướng cách cho hơn của đem cho, lời chào cao hơn mâm cỗ, kêu gọi mọi tổ chức cá nhân có của giúp của, có công giúp công, có trí giúp trí, chung tay cùng Quỹ Hạt giống Việt làm cho mọi người Việt trên khắp mọi miền đất nước và sinh sống ở nước ngoài vượt qua được những khó khăn, bất hạnh, bồi đắp những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, giúp phát triển tài năng, gieo những mùa giống đỏ, nở rộ nguồn nhân lực chất lượng cao, bừng lên sức mạnh mới, thắng lợi mới của dân tộc. Tại Xuân ấm 2023, Quỹ Hạt giống Việt đã trao tặng 30 căn nhà, trị giá 100 triệu đồng một căn, tổng trị giá 3 tỷ đồng, dành tặng cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai, giúp các hộ gia đình sớm ổn định cuộc sống. Bên cạnh việc trao nhà, Quỹ Hạt giống Việt trao tặng 15 sổ tiết kiệm cho giáo viên vùng cao, mỗi sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng, trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, mỗi suất học bổng trị giá 5 triệu đồng, nhằm khích lệ, động viên tinh thần, dạy và học của các em học sinh và các thầy cô giáo nhân dịp tròn 40 năm kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022.